Các lỗi thường gặp trong lập trình và cách xử lý. Phần 1. Ở đây này thì chúng ta sẽ đến với lỗi null pointer exception. Ở đây thì tôi sẽ vào trang programzip.com Java programming để viết code Java online, compile online. Đây là một hàm bình thường thôi. Static và main. Chúng ta sẽ khởi bạo tạo một biến string và gán giá trị bằng A. Sau đấy chúng ta sẽ so sánh chuỗi string đấy với chữ A. Nếu mà đúng là chữ A thì in ra là hello world, còn không đúng thì sẽ in là goodbye world. Chúng ta sẽ chạy thử chương trình. Chương trình hoạt động bình thường, in ra hello world vì chúng ta đã truyền vào giá trị là A. Bây giờ tôi đổi giá trị của string thành B và chạy lại. Các bạn sẽ nghĩ là nó sẽ như thế nào? Đương nhiên rồi, nó sẽ chạy vào hàm L này, sẽ in ra goodbye world. Đây, đúng như chúng ta dự đoán. Thế còn nếu chúng ta nhập giá trị là null cho string, các bạn nghĩ thế nào? Các bạn nghĩ rằng nó sẽ chạy xuống hàm L này ư? Goodbye world ư? Không. Nó sẽ in ra lỗi null pointer exception. Vì sao? Vì hàm equal của chúng ta thì không được có null ở đầu, không thể so sánh được. Vậy trường hợp này chúng ta phải làm sao? Để tránh bị null pointer exception thì chúng ta phải đảo lên. Chúng ta phải cho A lên đầu, rồi đến hàm equal và string ở sau equal. Thì như vậy thì hàm đứng trước equal của chúng ta luôn là một ký tự, một string. Như vậy thì nó sẽ chạy vào hàm L của chúng ta. Chúng ta sẽ thử chạy lại. Đúng như chúng ta dự đoán. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.